Xem video nhớ like và subscribe cho mình nhé, và đừng quên để lại bình luận phía dưới video. Rồi, hello anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Cùi Bắp của chúng ta. Hôm nay mình xin hướng dẫn anh em mod cho một cái mod trong GTA 5, đó là mod về tốc độ cho anh em tia chớp. Bộ thì cũng giống như những clip trước thì sẽ có hai cái, đó là bộ skin và skill. Rồi bây giờ thì cái clip này dành cho những anh em nào mà đã mod được rồi nha, anh em đã mod được cái mod cơ bản rồi nha, chứ anh em mà mới vào thì chúng ta không có được nha, chúng ta phải làm những cái video trước của mình hướng dẫn thì chúng ta mới thể mod được. Thì bây giờ để mình đi vô cái mod đó thì chúng ta sẽ vào Google, chúng ta sẽ vô cái mục mod skill của nó là một trang GTA scripting nè. Đấy, mình sẽ để cái link tải dưới cho anh em luôn. Đó, thì nó sẽ ra được. Tôi bấm dịch vào tiếng Việt đi. Mình sẽ có rất nhiều cái bộ skin dưới đây cho anh em coi nè. Cái này là Superman. Lát nó sẽ hiện rất nhiều cho anh em coi. Bình hồng bên đây chứ, bình hồng bên đây nè. Đây anh em, đây đây chính là nó nha anh em. Nó sẽ tải nó về và bấm vào nó new class này. Đây là bộ skill của nó thì mình sẽ download ở phía đây à, mình sẽ download nó về. Rất đơn giản thôi anh em, không có gì khó, nhưng mà chúng ta phải coi từng clip chứ chúng ta không có kiểu như thấy mình mod và bắt chước. Hay những cái clip vụ mình mod Superman clip trước thì anh em thấy Superman hôm nay bắt chước vậy là không phải nha, chúng ta phải coi kỹ. Thì bây giờ nó sẽ ra hai cái file này, chúng ta sẽ tải cái file chip này về nè, the flash chip chấm chip, bấm vào nó thì nó sẽ đau lên tự động đau đó gì cho anh em đó. Bây giờ là đã được một cái skill rồi nha, bây giờ mình sẽ vô trang GTA 5 mod, là cái trang mod skin của nó, trang mod skin của nó. Tổng hoài là mình đi làm nhưng mình không có thời gian nha anh em. Đó, flash thì nó sẽ ra nhiều cái bộ skin cho anh em coi nha. Anh em hết cái bộ skin là anh em cứ download về. Thì mình sẽ kiếm đại một cái skin nào đó cho nó ok. Cái này cũng được chăng? Cái này được không ta? Mình kiếm cái này, cái này cũng được nè. Cái này đi, mình tải đại về một cái nào đó sử dụng được là ok cho anh em. Cái này không biết nó có chào lắm gì. Mình đau về luôn, đau lắm nó về. Nên cho mình gian đợi đi anh em. Đó, nó có mấy Deadpool, mà Deadpool tiếc quá là nó không có sức mạnh nha anh em, nó không có cái skill á, cho nên mình không có tải nó về chơi được. Batman thì không có sức mạnh luôn. Batman vài bữa mình sẽ mod hết mấy cái nhân vật rồi có này luôn nha anh em. Cho anh em nào thắc mắc á, chứ để lên mất công lên YouTube nó không có cho anh em. YouTube có mấy clip có clip không thì đa phần YouTube là nó có Superman thì nó có chắc luôn. Có nhiều cái nó không có, còn này mình làm hết tất cả luôn, là anh em lên là anh em chỉ đánh ra là có thôi. Đó, có clip luôn, ví dụ clip như clip người ta có anh em coi, clip người ta clip nào người ta không có thì mình có thì anh em coi. Đó, cái file nó gần đầy nha anh em, đợi xíu nha, mạng hơi yếu, không gài nó yếu. Đó, bây giờ nó đã chuẩn bị đầy nha anh em. Rồi ok, bây giờ nó đầy rồi, mình sẽ vô cái phần tắt cái này đi, chứ mình sẽ vô cái phần mà tải về của nó nè. Đó, bây giờ là cái bộ skill nè, mình sẽ mod bộ skill trước nha, skill nha là sức mạnh á. Mình chuột phải anh chắc file nó ra, cho nó ra đây luôn. Đó, bây giờ nó sẽ ra một cái mục như vậy, chúng ta bấm vào đây là cái file tự cài của nó nha anh em, tự cài. Thì bây giờ chúng ta muốn cài nó tự động thì chúng ta phải mở Open 4 lên.
Ta sẽ vô cái mục Windows trong GTA 5 nha, hàng GTA 5 nha. Cũng như mấy clip trước thôi, nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn kê cho anh em thôi. Đợi nó chạy lên rồi, bây giờ nó sẽ ra mục này. Anh em sẽ bấm vô để cái chuỗi cái này nha anh em. Đó, cái mục một cái hình mà đỏ vàng xanh, ủa đỏ xanh đồ đó, xanh xanh đó. Đó này là bấm vô. Nó sẽ cho anh em một cái đường, anh em sẽ chọn cái đường dẫn hồi nãy anh em mới giải nén cái file đó ra đó. Cái tải đó, cái sức mạnh anh em. Chúng ta sẽ vô cái phần tự cài không, chúng ta sẽ open đó. Open đó, chúng ta sẽ install đó. Đó thì nó, có những cái mod nó sẽ cho anh em bấm vô mod này và cải cái mod này. Thì anh em ưu tiên nhất là hãy bấm vô cái mod này nha. Thì nếu mà nó có thì chúng ta sẽ bấm vô mod này, còn nó không có thì chúng ta phải vô cái này. Đó vậy đó. Nhưng mà ta ưu tiên vô cái folder mod này hơn. Thì nếu mà không có folder mod không cho ta bấm thì chúng ta phải vô cái game này. Đó, anh em cứ biết mình đó, install đó. Thì chúng ta sẽ đợi nó chạy. Không có gì khó nha anh em, rất là đơn giản nha. Một lát mình sẽ mod skill sao cho skill skin chứ. Rồi xong ta sẽ bấm run. Đó, bây giờ chúng ta đã xong cái phần sức mạnh. Bây giờ là cái phần ngoại hình skill á, skin chứ. Đó, bây giờ nó sẽ giải nén cái mục model nó ra nè. Nó ra một vậy. Đó, nó sẽ có như đây là cái thân hình của tốc độ nha anh em, tia chớp. Nó bây giờ chúng ta sẽ vô mình bấm tiếp. Vào sư mục mod. Cái sao bóng me. Model. Giờ mình sẽ vô SMI này nè. Thì cái này mục chúng ta hay mod nhất. Mình sẽ kiếm cái nào mà chúng ta có thể mod vô á. Mà kiểu như ở đây không phải cái mục nào chúng ta cũng có thể thay thế nha anh em. Tại vì có nhiều cái game nó không cho chúng ta thay thế được những người đó nha. Valet hả? Sẽ cho nó mới một này đi. Battery này là hôm bữa mình đã mất đó rồi. Tìm cái này nó cũng hơi cực nha anh em, tại vì có những cái nó không cho chúng ta mod nha. Cái này là một bên mình đã mod bữa rồi, cốp này mình cũng không nhớ mình mấy bữa mình giờ. Cái này là cái con Minotaur gì đấy, con sức mạnh dữ dằn. Amumet là gì đây? Heo vua gì đây? Giờ mình sẽ chọn đại cái cái valet này đi. Không, bây giờ mình sẽ ra cái này đi. UMI. UMI. Cái này tùy theo anh em thôi nha. Em có muốn mod tới tùy anh em nha. Rồi copy cái tên này, copy cái tên này nha, rename copy cái tên này, chúng ta bôi đen cái này, chúng ta rename nó. Chúng ta sẽ paste cái tên của bên F4 qua. Đó, hai cái này nó phải giống nhau thì chúng ta mới thay thế được nha anh em. Paste qua. Trước khi anh em muốn thả cái gì đó vô thì anh em phải cái này edit mod trước nha anh em. Đó, bây giờ là Barbie chúng ta đã có cái đó. Thấy chưa anh em? Đã có cái bộ mình nói hà trước là cái mà nhân vật này anh em muốn mod theo tùy anh em, miễn sao anh em nhớ được cái chỗ lưu của nó là ok. Đó, edit mod một lần nữa là xong. Bây giờ mình sẽ
vào game và mình test cái sức mạnh của nó cho anh em coi nha, cùng cái bộ skill của nó nha anh em. Rồi giờ anh em nha, chờ mình đã trở lại game nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái skill và skill của nó lên luôn nha. Đó thì bây giờ mình đã mở cái bộ skill nó lên nha, để mình lưu vô cái mục này nhớ. Đó là anh em muốn mod thì các bạn tự mình mod vô cái mục này mình nhớ đó. Rồi bây giờ cái bộ skill của mình đây, skill và đánh phần sức mạnh. Tôi mở ra này tôi mod lên nó flash này nè. Chúng ta sẽ vô cái phần xui này. Đó, bây giờ mình đã có sức mạnh tốc độ nha nè. Giờ đi bầm chạy rất là nhanh. Tôi vẫn chưa là cái gì hết. Ok, mình chưa thử rất là lẹ luôn. Sao cái đó rồi đó, bây giờ anh em tìm hiểu như mình hướng dẫn này rất là đơn giản, không gì khó nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi cho mình nha, và coi hay nhớ đăng ký